Xin kính chào và cảm ơn quý vị đến với bản tin Thế Giới Đó Đây được phát sóng vào cuối tuần hàng tuần trên kênh Culture Channel được tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đây là tạp, tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Trudeau đã ra lệnh bắn hạ một vật thể bay không xác định trong không phận Canada sau khi nói chuyện với Tổng thống Biden. Hoa Kỳ tin rằng chương trình gián điệp trên không của Trung Quốc trải rộng trên toàn cầu một người đàn ông giấu tên ở Mỹ đã bước vào Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và quyên góp 30 triệu đô la cho các nạn nhân động đất. Một mảng khí plasma khổng lồ đứt lìa khỏi mặt trời Hoàng Anh rất vui cùng đồng hành với quý vị trong bản tin hôm nay. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn subscribe để đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được thông tin nhanh nhất và mới nhất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ NORAD đã bắn hạ một vật thể không xác định trong không phận Canada. Tôi đã ra lệnh bắn hạ một vật thể không xác định đã xâm phạm không phận Canada. NORAD đã bắn hạ vật thể này trên bầu trời Yukon. Máy bay của Canada và Hoa Kỳ đã cất cánh ngay lập tức và một chiếc F-22 của Hoa Kỳ đã bắn hạ thành công vật thể này. Thủ tướng Trudeau cho biết trong một tuyên bố trên Twitter, Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Biden vào chiều nay, Lực lượng Canada hiện sẽ thu hồi và phân tích mảnh vỡ của vật thể này. Bộ trưởng Quốc phòng bà Anita Anand cho biết trong một cuộc họp báo rằng, vật thể nhỏ, hình trụ, cách mặt đất khoảng 40.000 feet, tức là khoảng 12,2 km và bị bắn rơi do những rủi ro có thể xảy ra đối với hàng không dân sự, vào khoảng 3 giờ 40 chiều giờ miền Đông, khoảng 100 dặm, tức là khoảng 161 km từ biên giới Hoa Kỳ ở trung tâm Yukon. Chính phủ Canada lần đầu tiên được cảnh báo về vật thể này vào tối thứ Sáu khi nó vẫn đang di chuyển qua Alaska. Vật thể này đã vượt qua Yukon vào sáng thứ Bảy và Thủ tướng Trudeau đã ra lệnh bắn hạ bởi quốc gia nào mà tiếp cận nó trước. Trong khi Thủ tướng Trudeau mô tả vật thể này là không xác định được, Thiếu tá Olivier Garland, phát ngôn viên của NORAD, nói với hãng tin AP rằng quân đội đã xác định được nó là gì nhưng không tiết lộ chi tiết. Trong một tuyên bố, tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Biden đã nói chuyện với Thủ tướng Trudeau vào thứ Bảy về vật thể không xác định, không người lái, và các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc khôi phục nó nhằm xác định thêm chi tiết về mục đích hoặc là nguồn gốc của nó. Đã có ba vụ xảy ra trong một tuần. Vụ bắn rơi hôm thứ Bảy là vụ thứ ba như vậy trên bầu trời Bắc Mỹ trong tuần qua. Thứ Bảy tuần trước, quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy thứ mà họ khẳng định là một khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc đã đi ngang qua lục địa bao gồm cả Yukon. Trung Quốc thì nói rằng đó là một quả bóng thời tiết đã bị thổi bay. Vụ việc đó đã dẫn đến việc Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 thực thể Trung Quốc mà họ cho là có liên quan đến ngành hàng không vũ trụ của Bắc Kinh và ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hủy bỏ chuyến công du đã lên kế hoạch tới Trung Quốc. Vào hôm thứ Sáu vừa qua, Hoa Kỳ đã bắn hạ thứ mà họ mô tả là một vật thể có kích thước gần bằng một chiếc xe hơi nhỏ đang bay ở độ cao khoảng 40.000 feet ngoài khơi bờ biển Alaska. Các quan chức cho biết họ hành động vì lo ngại vật thể này gây nguy hiểm cho các chuyến bay dân sự hơn là biết rằng nó đang thu thập thông tin tình báo. Cũng trong ngày thứ Bảy vừa qua, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, FAA đã đóng cửa một thời gian ngắn. Hải lý không phận quanh Havre, Montana gần biên giới Canada vì các hoạt động không được tiết lộ của Bộ Quốc phòng. Quân đội Hoa Kỳ sau đó cho biết việc đóng cửa được thúc đẩy bởi sự bất thường của radar nhưng không phát hiện thấy vật thể đe dọa nào. Chính quyền Tổng thống Biden vào hôm thứ Năm cho biết trích dẫn hình ảnh từ máy bay do thám U-2 của Mỹ khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn rơi được trang bị để thu thập tín hiệu tình báo như một phần của chương trình gián điệp trên không khổng lồ có liên kết với quân đội nhắm vào hơn 40 quốc gia, Mỹ cho biết một đội khinh khí cầu hoạt động dưới sự chỉ đạo của quân đội giải phóng nhân dân và được sử dụng đặc biệt để do thám, được trang bị các thiết bị công nghệ cao, được thiết kế để thu thập thông tin nhạy cảm từ các mục tiêu trên toàn cầu. Theo chính quyền, những quả bóng bay tương tự đã trôi nổi trên năm châu lục. Các chi tiết công khai nhằm để bác bỏ những phủ nhận dai dẳng của Trung Quốc rằng khinh khí cầu được sử dụng để do thám bao gồm cả tuyên bố rằng các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng khinh khí cầu là chiến tranh thông tin là chống lại Bắc Kinh. Quan chức Mỹ cho biết hình ảnh khinh khí cầu do máy bay do thám U-2 của Mỹ thu thập khi bay qua đất nước cho thấy nó có khả năng tiến hành thu thập tín hiệu tình báo với nhiều anten và các thiết bị khác được thiết kế để tải lên thông tin nhạy cảm và các tấm pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho chúng. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là Jadidia Royal cho biết Quân đội có một số dự đoán rất chính xác về những gì tình báo mà Trung Quốc đang tìm kiếm nhưng không thể tiết lộ công khai thông tin. Các thành viên chọn lọc của Quốc hội dự kiến sẽ tìm hiểu thêm trong một môi trường được phân loại. Một người đàn ông ẩn danh ở Hoa Kỳ đã quyên góp 30 triệu đô la cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, theo Thủ tướng Pakistan cho biết, người đã thuyết thông tin này vào thứ Bảy thật xúc động trước tấm gương của một người dân Pakistan giấu tên đã bước vào đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ và quyên góp 30 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đây là những hành động từ thiện vinh quang giúp nhân loại chiến thắng những khó khăn dường như không thể vượt qua, thủ tướng viết trên Twitter. Anadolu Agency, một trong những kênh truyền thông nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ, đã xác nhận thông tin này. Super Bowl 2023 diễn ra trong ngày Chủ nhật hôm nay, thu hút các thương hiệu quảng cáo độc đáo. Tại Mỹ, người hâm mộ ngóng chờ sự kiện thể thao Super Bowl là siêu cúp bóng bầu dục Mỹ 2023. Như mọi năm thì giải Super Bowl đang thu hút rất nhiều các nhãn hàng quảng cáo dù giá là không hề rẻ. Không chỉ thu hút các công ty quảng cáo cho tiền điện tử, năm nay Super Bowl 57 cũng là lựa chọn đầu tư lý tưởng của các hãng bia và nước giải khác. Nổi bật trong số đó là quảng cáo của hãng bia hàng đầu nước Mỹ Anheuser Busch. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các thương hiệu lớn khác như là Heineken, Molson Coors, Sam Adams và Remy Martin. Họ đều là các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc thị trường dành cho bia và rượu. Nhờ độ phủ sóng rộng trên truyền hình cùng với sức thu hút công chúng rất lớn, Super Bowl cũng được vợ chồng diễn viên nổi tiếng Maya Taylor và Kelly Sperry tham gia trong quảng cáo của Bud Light. một mảng plasma khổng lồ đã đứt lìa khỏi mặt trời. Nó đang làm một điều gì đó thực sự kỳ lạ và các nhà khoa học không biết là tại sao. Theo Life Science, một mảng xúc tu tentacle plasma lớn đã bị tách ra khỏi mặt trời được cho là đã tạo ra một xoáy cực. Báo cáo nói rằng toàn bộ quá trình tách rời mất khoảng 8 giờ và đoạn video về sự kiện này sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên Twitter. Tiến sĩ Tamitha Scott, một nhà khoa học nghiên cứu tại Aerospace Corporation ở California đã thuyết rằng Vật chất từ một điểm nổi ở phía bắc là một đám mây khí dày đặc vừa tách ra khỏi dây tóc chính bị đẩy vào vành nhật hoa tức là phần khí hiếm bao bọc mặt trời và các ngôi sao ở vĩ độ 55 độ và hiện đang xoay quanh trong một cơn lốc xoáy cực lớn quanh cực bắc của ngôi sao của chúng ta. Báo cáo cho biết plasma đã tạo ra một đặc điểm vòng lập được gọi là điểm nổi sau khi bắn ra từ mặt trời nhưng cũng cho biết khía cạnh kỳ lạ của hiện tượng này trong tình huống này là điểm nổi đã bị đẩy ra và duy trì trong không khí trong nhiều giờ. Những hiện tượng như vậy xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn khi chu kỳ hoạt động 11 năm của mặt trời đạt đến mức đỉnh của mặt trời, trong thời điểm đó mặt trời đang ở mức hoạt động tự tính cao nhất. Đỉnh điểm năng lượng mặt trời sắp tới được dự đoán là sẽ bắt đầu vào năm 2025. Điều này giải thích tại sao hoạt động của năng lượng mặt trời diễn ra thường xuyên hơn trong những tháng gần đây. Các hiện tượng như điểm nổi không gây ra mối đe dọa nào đối với trái đất mặc dù các khối plasma chuyển động nhanh được giải phóng từ mặt trời có thể làm hỏng các vệ tinh gây ra vấn đề lưới điện và khiến cực quan nhiều màu sắc có thể nhìn thấy ở các vĩ độ thấp hơn nhiều so với bình thường những người trên trái đất có thể chứng kiến rất nhiều hiện tượng mặt trời bao gồm cả các ngọn lửa mặt trời tức là solar flare tương đối phổ biến so với các loại hoạt động khác của mặt trời các ngọn lửa mặt trời về cơ bản là một vụ nổ lớn của bức xạ điện từ trong khí quyển mặt trời các ngọn lửa mặt trời hoàn toàn không gây nguy hiểm cho con người, ít nhất là không trực tiếp. Nhưng về lâu dài thì chúng có thể gây ra các vấn đề khác. Chúng phát ra tia X và tia cực tím, mặc dù chúng không bao giờ có thể đi xuyên qua bầu khí quyển. Tuy nhiên, những gì chúng có thể làm là làm nóng bầu không khí. Việc sưởi ấm tạm thời này cũng có thể khiến bầu khí quyển bên ngoài giãn nở. Đây có thể là một vấn đề lớn đối với các vệ tinh ở quỹ đạo thấp của trái đất, vì nó thực sự có thể kéo các vệ tinh xuống một chút và bắt đầu khiến quỹ đạo của chúng bị phân rã. Ngoài ra thì việc hấp thụ bức xạ điện từ của ngọn lửa mặt trời cũng có thể làm cho tầng khí quyển phía trên bị ion hóa nhiều hơn, có thể gây ra mất điện vô tuyến hoặc là mất điện nói chung. Các trường học trên khắp Auckland, New Zealand sẽ đóng cửa vào thứ hai khi thành phố lớn nhất của đảo quốc chuẩn bị cho sự xuất hiện của bão Gabriel. Theo Trung tâm Thời tiết New Zealand MetService, Service, những cơn gió mạnh đã được ghi nhận trên đảo Bắc vào Chủ nhật với một số đạt tới 140 km một giờ. Cảnh báo nguy cơ rất cao về thời tiết cực đoan có tác động lớn và chưa từng có đối với nhiều khu vực của đảo Bắc từ Chủ nhật đến thứ ba. Dự kiến sẽ có mưa và gió cực mạnh ở nhiều khu vực đảo Bắc. Kèm theo hiện tượng biển động dữ dội dọc theo bờ biển phía Bắc và phía Đông và triều cường đáng kể ở gần và trước tâm bão một chút. Air New Zealand cho biết họ sẽ hủy nhiều chuyến bay quốc tế đường dài vào thứ hai, cũng như các chuyến bay đến Tasman và đảo Thái Bình Dương và các dịch vụ nội địa trong và ngoài Auckland, theo Reuters đưa tin. Trong một cuộc họp báo với giới truyền thông địa phương vào Chủ nhật, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins một lần nữa kêu gọi cư dân trên khắp Auckland giảm thiểu việc đi lại không cần thiết, đồng thời kêu gọi những người có thể hãy làm việc ở nhà. AFP đưa tin, Bang Texas của Hoa Kỳ đang cân nhắc dự luật có thể ngăn công dân Trung Quốc mua đất, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Dự luật này nếu được thông qua sẽ ngăn người Nga, Iran và Triều Tiên sở hữu bất động sản ở bang Texas, nhưng theo AFP thì mục tiêu chính dường như là nhắm vào người Trung Quốc. Thống đốc Greg Abbott, một người thuộc Đảng Cộng hòa và là người ủng hộ quyết liệt các chính sách nhập cư khắc khe hơn cho biết, ông sẽ ký ban hành dự luật này nếu nó được thượng viện của bang Texas thông qua. Theo AFP, quyền sở hữu của người nước ngoài đối với đất nông nghiệp và bất động sản khác, đặc biệt là công dân hoặc là doanh nghiệp Trung Quốc, đang trở thành một vấn đề nóng ở Mỹ và không chỉ ở bang Texas. Florida, Arkansas, South Dakota và 8 bang khác đang xem xét dự luật hạn chế quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài. Bang Texas có thể là bang tiên phong, với 28,8 triệu dân, bang này đông thứ hai nước Mỹ. Texas có 1,4 triệu dân xác định gốc gác của họ là từ châu Á, và 223.500 người nói rằng họ có nguồn gốc Trung Quốc. Dữ liệu điều tra dân số Mỹ cho thấy. Một chú chó đã ngóng chủ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ suốt 5 ngày. Người dân ở thành phố Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi lại cảnh một chú chó đứng bên một đống đổ nát suốt 5 ngày để đợi chủ. Reuters đã đưa đoạn video ghi lại cảnh này. Chú chó đã đợi ở đây từ ngày 6 tháng 2 ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng nhưng người chủ của nó vẫn chưa được tìm thấy. Paris bị mất danh hiệu thành phố lãng mạn nhất châu Âu. Paris đã tụt xuống hạng 3 trong danh sách những thành phố lãng mạn nhất 2023 theo dữ liệu trên TripAdvisor. Chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor công bố 10 thành phố lãng mạn nhất châu Âu năm 2023. Đứng đầu danh sách là Lisbon của Bồ Đào Nha, tiếp đến là Monaco, Paris nơi du khách đã quá quen thuộc với các danh hiệu như là Kinh Đô Ánh Sáng, Thành phố Tình Yêu, đứng thứ ba. Trước đó, Paris từng nhiều lần được vinh danh là thành phố lãng mạn nhất thế giới do tạp chí Mỹ Travel and Leisure hay là Business Insider bình chọn. Trong khi đó, Lisbon thường không góp mặt hoặc là nằm cuối. Phóng viên du lịch Sherin Khalil của News là website thuộc tập đoàn truyền thông cùng tên của Úc, từng nắm giữ hơn 170 đầu báo, cũng cho biết rất ngạc nhiên khi Lisbon đứng đầu danh sách năm nay. Bình chọn dựa trên số liệu cụ thể thay vì ý kiến riêng lẻ từ các chuyên gia, xếp hạng dựa vào số lượng nhà hàng, khách sạn được đánh giá lãng mạn trên 1 triệu dân tại những thành phố này. Với công thức trên thì Lisbon có 558 nhà hàng và 152 khách sạn được đánh giá cao về mức độ lãng mạn. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất tính theo đầu người so với bất kỳ thành phố nào ở châu Âu. Các thành phố còn lại trong danh sách gồm Rome của Ý, Andorra là Vella của Andorra, Athens của Hy Lạp, Prague của Cộng hòa Séc, Reykjavik của Iceland. Bên chọn này là một gợi ý dành cho các cặp đôi muốn ghé thăm dịp Valentine 14 tháng 2. Trong khi đó, thủ đô Praha của Cộng hòa Séc được xếp hạng thành phố an toàn nhất châu Âu với khách du lịch theo một nghiên cứu của công ty bảo hiểm William Russell của Vương quốc Anh thủ đô Praha của Cộng hòa Séc được xếp hạng là thành phố an toàn nhất trên toàn châu Âu dành cho khách du lịch. Ở phạm vi toàn thế giới, thành phố này cũng đứng ở top đầu với vị trí thứ ba. Yếu tố giúp thủ đô của Séc được đánh giá cao như vậy là do ở đây có mức độ tội phạm khá thấp, trong khi lực lượng cảnh sát được đào tạo và trang bị rất bài bản. Cụ thể, Praha được chấm điểm, chỉ số an toàn là 75,43 trên 100. Trong số 156 thành phố lớn nhỏ trên khắp châu Âu, Praha nằm trong top 20 thành phố có ít tội phạm nhất. Xét về mức độ an toàn khi đi bộ một mình vào ban ngày, Praha được cho điểm là 91,2 trên 100. Khi đi bộ một mình vào ban đêm, nó được cho điểm là 74 trên 100. Thưa các bạn, nếu các bạn đang cố gắng giảm cân nhưng vẫn chưa thực hiện được, có lẽ câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Một người đàn ông chuyển đến một ngôi làng hẻo lánh và cắt đứt liên lạc với những người thân yêu. Anh ấy xuất hiện trở lại vài tháng sau đó và giảm mất 137 pound và nói rằng anh ấy đã phá vỡ chu kỳ giảm cân rồi tăng cân kéo dài hàng thập kỷ. Brian O'Keefe đã phải vật lộn với cân nặng của mình trong suốt cuộc đời, thử mọi chế độ ăn kiêng và tập luyện dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng cảm thấy như thể mình cứ bị lặp đi lặp lại chu kỳ giảm rồi tăng trở lại 40 pound ngay lập tức. Vì vậy anh ấy đã quyết định làm một cái gì đó quyết liệt. O'Keefe, 34 tuổi, đến từ Ireland, nặng 338 pound khi chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha, nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và bạn bè. Bảy tháng sau, anh ấy đã giảm được 137 pound và trở về nhà ở Ireland để gây bất ngờ cho những người thân yêu của mình, ghi lại phản ứng của họ trong một video TikTok đã được xem hơn 32 triệu lần. Trong video, O'Keefe chia sẻ rằng sau 15 năm thử các chế độ ăn kiêng và tập luyện theo mốt nhất thời, anh đã quyết định ngừng tập trung vào cân nặng của mình mà thay vào đó là rèn luyện tinh thần kiên cường và rèn luyện tính kỷ luật. Các chuyên gia thường khuyên mọi người nên giảm cân dần dần bằng cách từ từ xây dựng thói quen lành mạnh mà không cần hạn chế quá nhiều. Nhưng một giai đoạn giảm cân quyết liệt, ngắn ngủi kéo dài từ 1 đến 3 tháng có thể có lợi cho những người còn thừa quá nhiều cân để mà giảm và mất niềm tin vào khả năng thành công của mình. Trước khi chuyển sang một lối sống bền vững hơn, huấn luyện viên cá nhân và huấn luyện viên giảm béo là Jordan Syed cho biết Tỷ lệ giảm cân lành mạnh và bền vững đối với hầu hết mọi người là trung bình một pound mỗi tuần hoặc là 0,5% trọng lượng cơ thể của bạn. Nhưng những người béo phì và thừa cân thì có thể giảm cân nhanh hơn một cách an toàn do có thừa để giảm hơn. O'Keefe là một đứa trẻ thừa cân nhưng đến trường nội trú khi còn là một thiếu niên và chơi nhiều môn thể thao để giúp em thon thả hơn. Tuy nhiên khi vào đại học trong suốt những năm 20 tuổi, lối sống không lành mạnh đã dẫn đến O'Keefe tăng cân dữ dội và đã thử đủ loại chế độ ăn kiêng và phong cách tập luyện từ keto đến crossfit đến các phòng khám kiểm soát cân nặng và thậm chí là còn lắp một quả bóng vào bụng để giảm cảm giác đói, nhưng sau đó đã lấy ra khỏi. O'Keefe sẽ giảm được trong vài tháng rồi tăng trở lại mức 330 pounds. Sau nhiều chu kỳ giảm cân và tăng cân vẫn tiếp tục, vào khoảng tháng 10 năm 2021, O'Keefe một lần nữa cam kết sẽ phá vỡ nó bằng cách chuyển đến một làng chài nhỏ ở Mallorca, ở giữa hư không có tên là Cala nơi chỉ có một cửa hàng mở cửa vào mùa đông và anh ấy đã thực hiện di chuyển có ý thức trong 5 giờ mỗi ngày. Ô bắt đầu bằng cách dắt chó đi dạo một giờ mỗi ngày, trước khi đến một phòng tập thể dục cũ kỹ đầy bụi ở địa phương cũng như là bơi lội, chạy và co giãn stretching. Chẳng mấy chốc thì anh ấy đã vận động có ý thức trong 5 giờ mỗi một ngày. Một tháng sau, anh ấy nghỉ việc để tập trung 100% vào việc giảm cân, sống bằng tiền tiết kiệm và tiết kiệm tiền bằng cách tự nấu các bữa ăn O’Keefe đã theo dõi lượng thức ăn của mình bằng ứng dụng MyFitnessPal và việc nhịn ăn gián đoạn, tức là fasting, để giúp anh ấy đạt được mục tiêu 2.200 calo mỗi ngày và 200 gram protein. Hiệp hội dinh dưỡng thể thao quốc tế khuyến nghị tiêu thụ từ 1,4 đến 2 gram protein cho mỗi ký trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, những người béo phì thì nên nhắm đến mục tiêu là ít hơn 1,2 đến 1,5 gram mỗi ngày cho mỗi ký trọng lượng cơ thể vì tổng trọng lượng cơ thể của họ lớn hơn. Kế hoạch của Okip đã thành công và cân nặng vẫn tiếp tục giảm. Khi mùa hè đến gần, Okip dự định về nhà và gây bất ngờ cho bạn bè và gia đình. Vào tháng 7 năm 2022, Okip đã xuất hiện trước cửa nhà với vẻ ngoài như một người hoàn toàn khác so với 7 tháng trước đó. "Thật tuyệt vời," Okip nói, "mọi người đã rất sốc và rất hạnh phúc cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó." O'Keefe đã bắt đầu có cuộc sống thoải mái và tự tin hơn và hiện đã có một người bạn gái sống trên đảo Tenerife của Tây Ban Nha. Kể từ mùa hè, O'Keefe đã giảm bớt việc tập thể dục và bắt đầu ăn nhiều hơn để giúp xây dựng cơ bắp, theo anh ấy kể, nhưng muốn giảm cân trở lại sau khi tận hưởng niềm đam mê với bạn bè và gia đình. O'Keefe giờ đây chia sẻ nội dung giáo dục và giúp đỡ những người khác trong hành trình của chính họ. Điều này cũng khuyến khích anh ấy đi đúng hướng. O'Keefe tự tin rằng lần này sẽ giữ được cân nặng của mình vì đã xây dựng được khả năng phục hồi và một lối sống lành mạnh mà anh ấy yêu thích. FIFA đã công bố 3 chiến lược gia lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm. Theo đó thì huấn luyện viên vô địch World Cup của đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City và huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid là ba cái tên cuối cùng lọt vào danh sách bình chọn giải huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2022. So với danh sách đề cử trước đó, hai huấn luyện viên đã bị loại là Didier Deschamps của đội tuyển Pháp và Walid Regragui của đội tuyển Morocco. Huấn luyện viên Scaloni đã giúp đội tuyển Argentina giành ngôi vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử ở Qatar sau khi đánh bại đội tuyển Pháp. Huấn luyện viên Guardiola thì dẫn dắt Man City giành chức vô địch ngoại hạng Anh lần thứ tư trong 5 năm. Trong khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã đưa Real Madrid giành chiến thắng hai giải La Liga và Champions League mùa trước. Tất cả họ đều rất xứng đáng được vinh danh. Giải huấn luyện viên xuất sắc nhất năm sẽ được FIFA công bố trong lễ trao giải The Best dự kiến được tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 27 tháng 2 tới này. Cũng ở sự kiện này, FIFA sẽ công bố nhiều giải thưởng khác như là cầu thủ nam hay là nữ xuất sắc nhất, thủ môn nam hay nữ xuất sắc nhất, và bàn thắng đẹp mắt nhất. Canada là quốc gia duy nhất có 3 thành phố lọt vào top 10 những nơi đáng sống nhất thế giới. Trong chỉ số khả năng sống toàn cầu năm 2022, Economic Intelligence Unit, EIU, đã xếp hạng 172 thành phố hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó đáng chú ý là Canada là quốc gia duy nhất có đến 3 thành phố nằm trong top 10. Bản xếp hạng của EIU dựa trên một số yếu tố quan trọng, chẳng hạn như là sự ổn định, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường và cơ sở hạ tầng. Thành phố Calgary của tỉnh bang Alberta và Zurich đồng hạng 3 trong năm. Calgary tốt hơn Zurich về giáo dục và cơ sở hạ tầng nhưng không phải là văn hóa hay môi trường. Nhìn chung thì Vienna đứng ở vị trí đầu tiên và Copenhagen đứng ở vị trí thứ hai. Vancouver đứng ở vị trí thứ 5 và thành phố Toronto là thành phố lớn nhất và đông dân nhất ở Canada, đứng ở vị trí thứ 8 trong chỉ số khả năng sống toàn cầu năm 2022. Đây là thứ hạng tốt hơn so với năm 2021. Toronto là thành phố lớn thứ 20 trên thế giới. Năm nay, Damascus, Tripoli và Lagos đứng cuối cùng vì đây là những nơi sinh sống không ổn định và có nguy cơ khủng bố cao. Canada luôn được đánh giá cao vì tình hình chính trị luôn ổn định, công bằng dân chủ bậc nhất thế giới. Vì thế, nơi đây là điểm đến định cư mơ ước trong cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Chính phủ Canada đặt mục tiêu chào đón hơn 450.000 người thường trú nhân mới vào năm 2024. Calgary là thành phố lớn nhất ở tỉnh bang Alberta và lớn thứ tư ở Canada với 1,2 triệu người. Đây là điểm đến hàng đầu của ngành dầu khí. Dữ liệu từ hồ sơ điều tra dân số StatsCan năm 2016 cho thấy Calgary có nhiều người nhập cư hơn là so với phần còn lại của tỉnh bang trong giai đoạn 2011 đến 2016. Trong thời gian này, 46% của tất cả những người nhập cư đến Alberta đã chuyển đến thành phố Calgary. Thành phố công nghệ Toronto là thành phố lớn nhất của Canada. Có một lĩnh vực công nghệ cạnh tranh trực tiếp với thung lũng Silicon và Seattle. Ước tính rằng 80.100 việc làm công nghệ đã được tạo ra ở thành phố Toronto kể từ năm 2013. Khoảng 76% người nhập cư chuyển đến tỉnh bang Ontario từ năm 2011 đến 2016 đã chọn Toronto là ngôi nhà mới của họ. 46% dân số hiện nay của Toronto là người nhập cư. Vancouver kinh tế vững mạnh và rất phát triển về công nghệ. Vancouver là thành phố đông dân thứ ba của Canada, nơi sinh sống của hơn 2,4 triệu người. Nhiều bộ phim và chương trình truyền hình được sản xuất tại Vancouver. Đây là địa điểm sản xuất phim lớn thứ ba ở Bắc Mỹ. Bây giờ Hoàng Anh mời quý vị cùng đi du lịch để xem cảnh sắc mùa xuân ở châu Âu. Hàng loạt anh đào khoe sắc ở Paris, trụ bông hoa tulip bung nở khắp thủ đô Amsterdam, tạo nên bức tranh mùa xuân châu Âu đầy sức sống. Đầu tháng 3 trở đi, cả châu Âu khoác lên mình chiếc áo hoa sặc sỡ, báo hiệu mùa xuân về. Trên từng góc phố, gió xuân ngập tràn khắp lối đi, vẻ đẹp của các loài hoa đã làm cho mùa xuân châu Âu thêm căng tràn nhựa sống. Tại Paris Pháp, hàng loạt cây hoa anh đào bung nở khoe sắc ở khu vườn Trocadero nằm dưới chân tháp Eiffel. Tháng Tư về, thành phố Bonn của Đức tràn ngập sắc hoa anh đào. Song điểm gây ấn tượng là những cây hoa anh đào kết thành con đường hoa tạo nên cảnh sắc thu hút khách. Mùa xuân ấm áp gieo mầm sự sống trên khắp thủ đô Amsterdam của Hà Lan cùng hơn 7 triệu hoa tulip và nhiều loài hoa khác như là nghệ tây, thủy tiên và lăng hương bùng nở trong khu vườn Kokonov rộng 32 ha. Hàng năm cứ vào cuối tháng 3 đến giữa tháng 5, khách du lịch khắp nơi đổ về đây để hòa mình vào lễ hội hoa xuân Kokonov, chiêm ngưỡng những kiệt tác hoa lấy cảm hứng từ các công trình đặc sắc của châu Âu. Ngoài ra, du khách còn được xem triển lãm, trưng bày hoa trong nhà kính và cách gieo trồng thu hoạch. Trong khi đó thì ở Vương quốc Anh, cứ khoảng tháng 3 trở đi, mùa xuân ấm áp bao trùm thủ đô London đây là thời gian thích hợp để du khách chiêm ngưỡng sắc tím, sắc vàng của hoa nghệ Tây, hoa mộc lan hồng thấm, hoa chuông xanh dịu dàng, mọc từng chùm nở rộ trong các công viên. Mùa xuân của Thụy Sĩ thì luôn tỏa ra sức hút với bầu trời trong xanh, những đóa hoa diên vĩ, mộc lan, thủy tiên, làm bừng lên sức sống mãnh liệt. Đến đây, du khách sẽ hòa mình vào không gian xuân của Geneva, ngắm những ngọn núi tuyết áo soi bóng xuống hồ nước. Hay lâu đài chưa lên cổ kính ẩn mình bên dòng sông xanh biếc? Trong chương mục Người Việt Nam Châu hôm nay là câu chuyện truyền cảm hứng của chính Chu là tỷ phú cốc Việt, người đã xuất hiện hiếm hoi tại sự kiện Rise from the Fall. Rise from the Fall là tên một sự kiện đặc biệt diễn ra tại Thư viện Low Memorial Library thuộc Đại học Columbia University ở Manhattan, New York, chiều thứ Tư, ngày 8 tháng 2 đây là buổi nói chuyện và cũng là lần xuất hiện hiếm hoi của tỷ phú gốc việt ông chính chu trước đông đảo sinh viên nhiều trường đại học và cộng đồng gốc việt từ khắp các tiểu bang cuộc trò chuyện do khoa nghiên cứu việt nam vietnamese studies thuộc viện weatherhead east asian institute của đại học tổ chức thu hút hàng trăm người đến dự ngoài thành viên gia đình ông chính chu và bạn bè phần lớn là các giáo sư những nhà đầu tư sinh viên của đại học columbia university và các đại học khác Học vấn là chìa khóa. Nhân vật chính của sự kiện Tỷ Phú Chính Chu là cái tên không xa lạ gì với giới kinh doanh ở Mỹ và cả thế giới. Ông nổi tiếng với những thương vụ thâu tóm hoặc đầu tư vào các tập đoàn nổi tiếng của thế giới như là Dell, Calanis và Biomet. Tên tuổi của thương gia người Mỹ gốc Việt này vượt ra khỏi Wall Street và lan nhanh khắp thế giới kể từ khi ông mua trọn tầng 89 và một nửa tầng 90 của tòa nhà Trump World Tower, đối diện trụ sở Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng hiếm ai biết được ông đã trải qua những nấc thang bắt đầu như thế nào kể từ khi gia đình ông đặt chân đến Mỹ năm 1975. Dưới sự điều hợp dẫn dắt của ký giả Anh Đỗ, nhật báo The Los Angeles Times, những giai đoạn quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tỷ phú chính chu được ông chia sẻ với người tham dự trong một giờ đồng hồ. Các sinh viên, những nhà kinh doanh tương lai có mặt trong buổi tọa đàm đã có cơ hội học được nhiều bài học quý giá từ phù thủy tài chính này. Ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện, ông Chính Chu bày tỏ lòng tri ân về truyền thống hiếu học của gia đình từ khi còn ở Việt Nam. Cha của ông là bác sĩ quân y, mẹ là giáo viên, cả gia đình gồm bà, cha mẹ và sáu anh chị em của ông rời quê hương trên một trong những chuyến bay cuối cùng của quân đội Hoa Kỳ. Năm đó, ông 8 tuổi. Gia đình ông đến đảo Guam trước khi định cư ở Hawaii, nơi cha ông từng học dược. Hành lý của họ khi đến Mỹ chỉ là một vali nhỏ, vì chúng tôi cần hòa nhập nhanh với cuộc sống mới, theo ông nói. Hãy hình dung một gia đình với 6 đứa trẻ, không một chữ tiếng Anh, với vài trăm đô la ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, thì khó khăn như thế nào? Ông Chính Chu nói, dù khó khăn nhưng truyền thống hiếu học không tách khỏi gia đình ông Chính Chu. Khi gia đình chuyển từ Hawaii đến Queens, New York định cư, cha mẹ của ông khuyến khích ủng hộ 6 người con bằng mọi cách phải hoàn thành việc học. Giờ đây họ đều là những người thành đạt trong cuộc sống sự kiên trì. Ngay từ khi còn nhỏ, tỷ phú chính chu đã bị thế giới tài chính mê hoặc. Bất cứ khi nào có thời gian, ông tìm đọc sách về kinh tế, kinh doanh. Đây cũng chính là nấc thang đầu tiên bắt đầu đế chế đầu tư của ông. Ban đầu, ông tổ chức một nhóm bán hàng door-to-door -door cho công ty Southwestern Co. Sản phẩm ông bán là các loại sách có giá trị về giáo dục và giáo lý. Chúng tôi gõ cửa từng nhà, cố gắng để vào nói chuyện với họ trong 30 phút. Một ngày chúng tôi làm 13 tiếng như thế, 6 ngày một tuần, ông kể về công việc mình làm thêm trong những năm là học sinh rồi sinh viên ngành tài chính của đại học university at buffalo bản thân ông là một trong những nhân viên có doanh thu cao nhất của công ty bằng mọi cách tiếp thị ông có thể làm được với tỷ phú chính chu thế giới không vận hành theo nguyên mẫu của nó thế giới không tồn tại chỉ với cái này hoặc chỉ với cái khác từ khi nhận ra nguyên lý này ông đã có một niềm tin rất mạnh và vận dụng nó vào những cuộc thương thảo đầu tư chấn động giới kinh doanh toàn cầu Nguyên tắc của ông là, trong cuộc sống, bắt buộc phải có tính kiên trì để theo đuổi đến cùng mục đích của cuộc đời mình, không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng. Những năm đầu khi ông đầu quân về tập đoàn tài chính chuyên về đầu tư Blackstone, ông đóng một vai trò quan trọng trong thương vụ mua lại police International Inc từ Fukutaki Publishing Co của Nhật, một hợp đồng có nguy cơ đổ vỡ vào giờ cuối cùng khi ông Robert Maxwell nhà tài chính truyền thông người Anh, người kiểm soát Berlitz đột ngột qua đời khi đang đi nghỉ trên du thuyền vào tháng 11 năm 1991. Ông Chính Chu ở ly trong một khách sạn ở Tokyo nhiều tháng liền cho đến khi cuộc mua bán hoàn tất. Ông tiếp tục sống và làm việc ở châu Á cho đến khi cuộc khủng hoảng tài chính tại lục địa này nổ ra vào năm 1997. Trở về Mỹ, ông tập trung nỗ lực vào lĩnh vực hóa chất, giám sát các tổ chức về tài chính và sức khỏe của tập đoàn Blackstone một thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử châu Âu năm 2004, cũng là vụ mua bán được tỷ phú chính Chu cho là thành công nhất của ông, đó là Blackstone mua lại tập đoàn hóa chất Calanis của Đức với giá là 3,8 tỷ đô la. Năm 2015, ông rời Blackstone để thực hiện một đế chế của mình. Theo lời ông nói, cùng những nhà đầu tư danh tiếng khác ở Wall Street, thành lập quỹ đầu tư tư nhân có tên là CC Capital. Ông giữ chức vụ giám đốc điều hành cấp cao Cuộc trò chuyện đã diễn ra sôi nổi khi ông nói về SPAC, Special Purpose Acquisition Company. SPAC đã mua lại những công ty rỗng, không hoạt động với mục đích huy động vốn thông qua IPO và đưa công ty đó lên sàn chứng khoán. CC Capital là doanh nghiệp tích cực nhất trong chiến thuật kinh doanh này. Về triết lý trong kinh doanh, trong bộ vest xanh sọc trắng giản dị, làn da ngâm đen, ít khi nở nụ cười, có ai nghĩ người đàn ông này là một tỷ phú làm mưa làm gió trong thị trường Wall Street? tỷ phú chính chu là một người khá kính tiếng hiếm khi nhận trả lời phỏng vấn của giới truyền thông ngoại trừ những chủ đề liên quan công việc kinh doanh cần công bố đó là lý do mà rất nhiều sinh viên đa sắc tộc đã đến tham dự buổi nói chuyện hiếm hoi ngàn năm có một này để quyết tâm thì phải có đam mê nhật báo người việt đã đặt câu hỏi với tỷ phú chính chu và nhiều gia đình việt truyền thống có tư tưởng định nghĩa thành công là giàu có và địa vị cao trong xã hội do đó sự hy sinh của thế hệ thứ nhất luôn đi kèm với mong mỏi con cái của họ được bước xa từ những đại học top của nước Mỹ trở thành bác sĩ và kỹ sư. Tỷ phú chính chu là người tốt nghiệp một đại học không thuộc hàng danh giá. Đó là lý do 15 lá đơn xin việc của ông bị từ chối. Để ngày nay, Wall Street có một tỷ phú gốc Việt ít khi thất bại trong những hợp đồng thâu tóm kinh doanh. Do đó, câu trả lời của ông đó là Đam mê của bạn quyết định tất cả. Nếu bạn muốn trở thành một bác sĩ cứu người và bạn hạnh phúc với vai trò đó, điều đó thật sự cao quý. Nhưng chúng ta cần phải tìm ra một đam mê để có thể đủ tài chính nuôi dưỡng một đam mê khác. Vấn đề không phải là tiền mà là học tập, là đóng góp, là tận hưởng công việc vì bạn không thể làm một việc suốt 70 tiếng, 80 tiếng mà không yêu thích nó. Vậy thì triết lý của ông trong việc quản lý kinh doanh và đời sống như thế nào? Ngắn gọn tỷ phú chính chu trả lời, con người, con người và con người. Bên cạnh đó, văn hóa là một phần rất quan trọng. Trong cuộc nói chuyện suốt một tiếng rưỡi, tỷ phú chính chu thể hiện rõ ông là một người sinh ra để làm kinh doanh. Ông say mê với tất cả những gì liên quan đến tài chính, thương mại và đầu tư. Sau tất cả, vị tỷ phú gốc Việt này không quên cách sống, cho và nhận. Khi trận lũ lụt kinh hoàng đổ vào miền trung Việt Nam năm 1999, ông và người chị ruột ngay lập tức quyên góp được 20.000 đô la từ bạn bè và gia đình. Họ sử dụng số tiền đó để phân phát gạo, mì và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân lũ lụt ở các ngôi làng khắp Việt Nam Cùng năm đó, cả hai thành lập Việt Nam Relief Effort, một tổ chức phi lợi nhuận, tài trợ xây dựng các cây cầu ở nông thôn cũng như là giải phẫu cho các cựu chiến binh, người tàn tật và những người bị đột thủy tinh thể. Tháng 11, 2022, nhóm tổ chức một buổi quyên góp ở Manhattan được hơn 100.000 đô la để xây dựng và sửa chữa các trường học ở Việt Nam. Câu chuyện Rise from the Fall của tỷ phú Chính Chu thật sự đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong con đường tương lai phía trước. chuyển sang một kiến thức và bài học cuộc sống xin được bật mí chỗ ngồi an toàn nhất trên máy bay khi đặt vé máy bay bạn có bao giờ tự hỏi chỗ ngồi nào là an toàn nhất nếu chẳng may máy bay gặp vấn đề hay không hầu hết mọi người lựa chọn chỗ ngồi sao cho thật thoải mái chẳng hạn như là có đủ tiện ích để chân hoặc là thuận tiện để sử dụng buồng vệ sinh thông thường những hành khách thực hiện các chuyến bay sẽ đặt vé gần với cửa trước để có thể rời khỏi máy bay một cách nhanh nhất rất ít người mong muốn được ngồi những dãy ghế giữa ở hàng cuối cùng khi đặt vé máy bay, nhưng bạn tin được không, đó lại là những chỗ ngồi an toàn nhất. Đài CNN dẫn phân tích dữ liệu điều tra dân số của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho hay, tỷ lệ tử vong của tai nạn máy bay là khoảng 1 trên mỗi 205.552, so với tai nạn xa hơi là 1 trên mỗi 102. Dù là vậy, chúng ta vẫn ít để tâm đến các vụ tai nạn đường bộ chết người nhưng khi nghe tin về một chiếc ATR 72 bị rơi ở Napan, thì vụ tai nạn ấy sẽ trở nên rầm rộ trên trang đầu của các tờ báo. Mối quan tâm của chúng ta đối với các vụ tai nạn máy bay có thể nằm ở những băn khoăn như là tại sao chúng lại xảy ra, hoặc là xác suất chúng xảy ra lần nữa là bao nhiêu. Điều đó không phải là xấu, mối quan tâm của chúng ta là bảo đảm những tai nạn nghiêm trọng này được điều tra kỹ lưỡng, giữ an toàn cho việc di chuyển bằng đường hàng không. Điều đáng nói là các vụ tai nạn về bản chất không tuân theo các tiêu chuẩn hàng không. Trên chuyến bay United Flight 232 năm 1989 tại thành phố Seattle, Iowa, Hoa Kỳ, 184 trong số 269 người đã sống sót sau khi máy bay gặp tai nạn. Hầu hết những người sống sót đều ngồi phía sau khoang hạng nhất về phía trước của máy bay. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Time nghiên cứu dữ liệu tai nạn máy bay trong 35 năm qua cho thấy Hàng ghế ở giữa, phía sau của máy bay có tỷ lệ tử vong thấp nhất là ở mức 28%, so với 44% đối với hàng ghế ở lối đi ở phía giữa. Điều này cũng hợp lý vì ngoài cạnh hàng thoát hiểm đồng nghĩa với việc bạn sẽ tới lối thoát nhanh nhất trong tình huống khẩn cấp miễn là không có lửa ở phía đó. Nhưng vì các cánh của máy bay là nơi dự trữ nhiên liệu, nên điều này không đủ điều kiện để coi là các hàng ghế ở giữa là một lựa chọn an toàn. Đồng thời, nếu ở gần phía trước hơn, có nghĩa là bạn sẽ bị tác động trước những người ở phía sau. Điều này khiến chúng ta phải ở hàng thoát cuối cùng. Còn về lý do tại sao các ghế ở giữa là an toàn hơn là các ghế ở cửa sổ hoặc là ghế lối đi. Đó là vì do khoảng đệm được cung cấp bởi việc có người ở hai bên. Các loại máy bay có tạo ra sự khác biệt hay không? đúng là sẽ có một số biến đổi nhất định chẳng hạn như là tác động từ tốc độ bay và có thể thay đổi một chút giữa các loại máy bay khác nhau tuy nhiên tính chất vật lý của máy bay hầu hết vẫn giống nhau nhìn chung thì những chiếc máy bay thân rộng sẽ có nhiều kết cấu hơn do đó có thể chịu đựng được áp suất lớn hơn ở nhiều độ cao khác nhau điều này có nghĩa là chúng sẽ cung cấp thêm một số bảo vệ trong trường hợp khẩn cấp nhưng điều này một lần nữa phụ thuộc nhiều vào mức độ nghiêm trọng của từng tình huống điều đó cũng không có nghĩa là bạn phải đặt vé cho chuyến bay tiếp theo trên một chiếc máy bay cỡ lớn hãy yên tâm vì du lịch hàng không vẫn rất an toàn vì vậy khi thực hiện một chuyến bay hãy giữ một tâm thế thoải mái chọn một bộ phim phù hợp để xem và thưởng thức những món ăn trên bầu trời Bài học cuộc sống để chúng ta cùng suy ngẫm trong bản tin hôm nay sẽ nói về làm thế nào để sống trong chánh niệm và nhận thức từng khoảnh khắc nhằm cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nếu chúng ta được hỏi, sau khi bạn nghe xong thông tin này thì bạn sẽ làm gì? Rất có thể lúc đó bạn đang làm rất nhiều công việc cùng một lúc. Rất có thể bài này xuất hiện trong thông báo YouTube của bạn khi bạn đang làm việc, hoặc có thể bạn tình cờ nhìn thấy trong khi kiểm tra điện thoại hoặc là laptop, máy tính lúc đang ngồi ăn. Hoặc có thể là bạn thấy khi lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ. Do cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn và vội vã, cùng với sự phân tâm tràn lan cũng như là dòng thông tin liên tục thu hút chúng ta chú ý, từ điện thoại thông minh lẫn mạng xã hội, nên chúng ta ngày càng không chú ý đến mọi việc xung quanh và giảm dần khả năng nhận thức được những gì xảy ra ngay ở thời điểm hiện tại. Kiểu sống sao nhãn hoặc là thiếu chánh niệm này đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chúng ta chẳng hạn như là hội chứng sương mù trí não căng thẳng cũng như là lo lắng đến mất ngủ suy giảm trí nhớ cùng với khả năng học tập không ngạc nhiên cuộc sống phân tâm cũng có thể hạn chế năng suất làm việc trên thực tế nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh điện thoại thông minh có thể làm giảm khả năng nhận thức khi bạn đang cố gắng tập trung vào làm việc ngoài ra chưa kể bạn bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống chỉ vì bạn không chú ý Mặt khác, khi bạn sống có ý thức hoặc là chánh niệm, bạn sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui, cơ thể tràn đầy năng lượng, trí óc minh mẫn, sáng tạo, trái tim đầy yêu thương, cũng như có các mối quan hệ lành mạnh hơn. Theo tiến sĩ Deepak Chopra, bậc thầy thiền định nổi tiếng là giáo sư lâm sàng về y học gia đình và y tế công cộng tại Đại học California cũng là đồng tác giả của Living in the Light, tức là sống cùng ánh sáng, cho biết hơn nữa bạn trở nên vui vẻ và không sợ chết ông nói thêm bởi vì cái chết xảy ra với cơ thể lẫn tâm trí của bạn nhưng không xảy ra với nhận thức hay là ý thức vì vậy đó là mục tiêu cuối cùng trong tín ngưỡng tâm linh được gọi là tỉnh thức chuyên gia sức khỏe cho biết tỉnh thức là tự thân nhận thức đầy đủ tiến sĩ chopra viết trong những cuốn sách hướng dẫn tự phát triển bản thân trong cuốn meta human unleashing your infinite potential tức là giải phóng nguồn năng lượng tiềm ẩn điều đó giống như điều chỉnh toàn bộ băng tầng radio thay vì một kênh hẹp ông lưu ý nói một cách đơn giản là hãy sống có chủ đích và nhận thức tiến sĩ chopra đã chia sẻ năm yếu tố quan trọng để sống có chủ đích hơn đồng thời giúp sống khỏe mạnh hơn hãy chủ động không phản ứng lại hãy thay đổi cách nghĩ bạn cần ý thức được cuộc sống của mình và đưa ra những lựa chọn có chủ ý chứ không phải là phó mặc cho cuộc sống Tích cực lắng nghe và tạm dừng 5 giây trước khi phản ứng là vài cách hiệu quả để kiểm soát cảm xúc, tìm và kết nối lại với con người thật. Chúng ta dường như không còn cảm nhận được sự khác biệt giữa con người thật và con người bên ngoài. Cơ thể, tâm trí cũng như là các mối quan hệ, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi khả năng kết nối với con người thật. Bạn không thể kết nối được với bất kỳ ai nếu bạn không kết nối với chính mình. Tiến sĩ Chopra lưu ý, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn với bản thân thường xuyên kiểm tra cảm xúc, thiết lập ranh giới cá nhân, đồng thời học cách từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo là một số cách giúp bạn khám phá và kết nối lại với con người thật của mình. Ngoài ra, tiến sĩ Chopra khuyên bạn nên tập Royal Yoga. Hình thức yoga này bao gồm 8 bước chính để cải thiện trí thông minh xã hội lẫn cảm xúc. Theo thời gian, bạn sẽ ngày càng có chủ đích hơn trong lời nói, hành động, các mối quan hệ, cách bạn quản lý cái tôi của mình, cách bạn tiêu tiền cũng như là tiêu vào đâu. Đó là sự khác biệt giữa người máy sinh học và một người tỉnh thức. Tiến sĩ Chopra cho biết, hãy lựa chọn những người mình kết bạn trong cuộc sống. Các mối quan hệ tiêu cực hoặc là độc hại làm cạn kiệt tinh thần lẫn cảm xúc của bạn, đồng thời làm giảm ý thức về giá trị bản thân theo thời gian. Tiến sĩ Chopra khuyên hãy sống có ý thức bao gồm tập trung vào việc tạo dựng mối quan hệ yêu thương, tích cực và vui tươi bền lâu. Hãy đồng bộ thói quen lối sống với nhịp sinh học nhịp sinh học đề cập đến một loạt quá trình sinh học lặp đi lặp lại do đồng hồ bên trong cơ thể điều chỉnh, ví dụ như là ngủ, đói, tiết hormone, vân vân. Vì nhịp sinh học này có thể dễ dàng bị môi trường ảnh hưởng, nên điều quan trọng là hãy bảo đảm rằng lối sống không làm gián đoạn các chu kỳ tự nhiên này. Theo tiến sĩ Chopra, thói ăn quen ngủ đúng giờ mỗi ngày cũng như là tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn điều chỉnh nhịp sinh học. Ngoài ra thì ông khuyên hãy kết hợp chế độ ăn địa trung hải hoặc là chế độ ăn ayurvedic vì chúng đều giúp chống viêm do ưu tiên ăn hầu hết trái cây rau và ngũ cốc hãy sống trọn từng khoảnh khắc bạn bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc cũng như là cơ hội quý giá nếu lúc nào cũng đi đây đi đó hoặc là không ngừng hồi tưởng về quá khứ thay vào đó thì hãy học cách tập trung vào cuộc sống hiện tại những gì đang làm và bạn là ai trong thời điểm đó nếu bạn đang suy nghĩ lung tung thì chỉ cần hướng sự chú ý của bạn trở lại những điều bạn đang làm. Cách đơn giản là thực hành quán niệm hơi thở, chú ý đến môi trường xung quanh, đồng thời tận hưởng có thể giúp bạn phát triển thói quen chánh niệm này. Đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Hoàng Anh kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.